Rồi ok mấy anh em, hôm nay là tư vấn cuối cùng của ngày hôm nay, lễ thêm mình Quỳnh nữa, nhưng mà Quỳnh thôi để ngày mai, thì Quỳnh ngày mai đi làm rồi, giờ cũng trễ rồi, 11 giờ mấy rồi. Hạt này là của bạn VNX Win, cái hạt này ở server 6955 đúng không? Đúng rồi, 955 đúng rồi. Đó, 995 chứ 995, đúng rồi 995. Hạt này ở thời điểm hiện tại đang là top 35 server ở server app, server cũng như dạng server limited. Ừ. Chúng ta có con Genos. Wow. Ủa Vinh ơi, cái con DK này em mới đổi được, em quay vòng quay vậy. Cái hạt này là con DK này em mới đổi, em nâng lên hay là em quay vòng quay vậy? DK này là Vinh, Vinh có đang coi like không? Con DK này là em mới đổi hay là 5995 chứ. Hạt này là em con DK này là em quay vòng quay hay là em ấy vậy? Em quay vòng quay hay là em quay vòng quay hay là em đổi đá vậy? Em đổi hồn vậy? Đổi ok đó, tụi nó quay tụi chửi vậy. Ừ, nó coi dén cái mấy anh em. Hạt này nha, hạt này thì anh nói Vinh câu nè, tài chính của em, tại vì anh chưa, anh coi ở trên thì em không ghi tài chính của em có một tháng một củ nha, anh nói thiệt như Vinh thì em lấy con Genos anh hơi tiếc thiệt. Hiện tại em chơi server 5.95, em vừa lấy Genos rồi, quá trình một siêu kỹ, tháng sau em tính lấy Gold Kit rồi một, em mua bát lớn để cày siêu kỹ xương rồng để đi giải ghi đỏ, tháng sau em nạp bóc mỗi ngày với đi bình thường, một tháng em nạp có một củ, tư vấn giúp em xem rồi mình sau này. Anh thực sự em lấy con Genos anh thấy hơi tiếc thiệt. Với cái ạc của em ở thời điểm hiện tại em lấy con Genos hơi tiếc thiệt, tại vì em biết sao, mặt em mạnh quá. Em vừa kinh nè, anh giải thích vì sao nha, anh giải thích vì sao nha. Em vừa kinh nè, vừa co đi cây, là bên anh hùng của em đi tháp 2 tháng, em rướng bằng con Tatsumaki, em rướng vẫn được, mặc dù nó mạnh nha. Nó mạnh anh không nói, nhưng mà với mức tài chính của em á, thì em nạp á, thì em anh sợ em bị ngợp trong tháng của con Flash á. Thiệt, anh sợ là em bị ngợp trong tháng của con Flash á, tại vì siêu kỹ thì em bị ngợp nè. Cũng như câu chuyện bạn hồi nãy luôn, bây giờ em 94, giữa tháng em 40, không giờ làm tròn 100 nha, anh cho xin phép anh làm tròn dưới này là 100 đi. Giữa tháng 40 nữa là, giữa tháng là 40 thì là 104, đầu tháng cô kết 40 nữa là chưa tính nạp nha, 40 nữa nó sẽ là cho 108, quay xong cô kết là bằng 0. Random 13 giấy, random 13 bóc cho anh cho 40 luôn đi, cho hên luôn đi, 40 giấy. Giữa tháng 40 nữa lại 80, rồi tới tháng còn flash 40 nữa là mới 104, em thiếu 40. Em bù ở đâu nghe, em bù ở đâu đúng không, em bù, em phải bù, chưa tính siêu kỹ bù siêu kỹ cho flash nha, là tới lúc đó em flash em từ đây với 10 tháng là cũng cỡ tầm 16 giấy đi, 16 giấy siêu kỹ đi cho 15 đi, thì em phải bù thêm cũng cỡ tầm 30 giấy nữa, 40 giấy siêu kỹ nữa nha, mệt lắm nha, đó là chưa tính tới cái bát đó đúng không. Đó, nói chung là đáng ra là nên là đầu tư siêu kỹ con kinh. Siêu kỹ con kinh cũng có hay không cũng được, nhưng mà nói chung là con Genos này là một cái nước đi hơi vội vàng của em, tại vì cái ạc này của em quá mạnh. Anh nói anh xin nhấn mạnh, cái ạc của em phải là quá mạnh, là mà cái ạc của em nó ổn nha, ạc của em đủ sức để chơi. Ạc em có con Tatsumaki 2 mà, Tatsumaki V2, ví dụ V1 á thì ok không nói làm gì, ạc em có con Tatsumaki V2. Và có những bạn chơi con Tatsumaki V2 với con DK này với lại con King đi được tới tầng 45 nhanh quá, 42, 45 là ok lắm rồi. Và nó rất mạnh, vậy em lấy thêm con Genos đây ra thì ok, nó mạnh hơn thôi. Và sau này em đi cái khiêu chiến cao thủ chỉ đỏ thì nó ok, nhưng mà tới giai đoạn con Flash em sẽ trả giá con giai đoạn con Flash nha, em phải nạp bù con Flash khá nhiều, một củ là không đủ nha. Và chưa kể em còn có ý định lấy siêu kỹ xương rồng nha, em còn có ý định có siêu kỹ xương rồng nữa, là cái siêu kỹ xương rồng là nó bào hơi bị dữ á. Bây giờ cái chi viện anh hùng, cái chi viện anh hùng đây là bây giờ là em đang là khoảng cỡ tầm bao nhiêu vòng tay rồi, 300 ở với 300 thì khỏe em ơi, trời ơi anh tưởng đâu mày hết vòng, ôi 300 thì chiêu em ơi, mày 300 mày tới con tới bát con vua vùng đất thì em nạp vô, em mở bát 200 thôi, mở bát 200 thôi nha, mở bát 200 thôi rồi xong rồi bóc đô mở full 200 cấp là cày đủ 200 cấp dư nha, 400 vòng tay dư chiêu nhẹ nhàng không tốn gì nhiều nha, 400 vòng nữa thì chiêu em ơi nha, thoải mái nha, 400 vòng thì tẹt ra nha, mở bách nhỏ thôi, mở bách nhỏ thôi không cần bách lớn nha, trời chiêu anh tưởng đâu mày hết vòng, tới bát con vuông đất mở ra thì cứ chiêu chiêu thoải mái thôi, mở bách nhỏ thôi nha, mở bách nhỏ thôi xong rồi dùng đô dư ra mua bách, mua
hai cấp 40, hai cấp 40, hai cấp 80 là đủ rồi, 100 cấp là đủ rồi, 100 cấp là 800 vòng là đủ rồi mấy anh em. Mở thôi, mở hai cấp đủ, hai cấp 40 là đủ rồi nha, dư. Nha, chiêu dư sức nha, chiêu nha, dư sức. Nha, thoải mái. Thoải mái nha, thoải mái về 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 câu chuyện là cái siêu kỹ. Anh chỉ sợ em là khi mà em lấy với cái lượng ví này thì tới lúc con flash của em bị ngợp thôi. Con flash của em là em phải nạp hơi bị lực cho em di động con flash á. Là em bù cũng cỡ tầm 40 với siêu kỹ. Tầm nha, tính ước lượng thôi, 40 với siêu kỹ và cũng cỡ tầm 40 với đen. Nha, tầm đó. Còn nếu như em mở random với đen thôi thì em không nói, em tầm bù 40 với đen và 40 với siêu kỹ. Thì 40 với siêu kỹ rồi nó rơi tầm cũng cỡ tầm cũ. Đấy, còn 40 với đen thì random nha, hên xui. Yeah, ăn chắc mặt bền. Còn sự kiện gì có phát sinh sự kiện hay không thì anh không biết. Yeah, làm phát sinh tới dán vào lát, em phát sinh có tầm 2 triệu, hơn 2 triệu một tí nha. Đấy, tới đó em bù hai củ siêu kỹ cũng được ha. Ừ, tới đó bù bù chủ bù không không tới hai củ đâu, cái siêu kỹ hai củ không tới, là 40 giấy tầm củ mấy à. Em mua tại vì em nạp vô nó còn có đô dư ra mà. Yeah, tới flash em bung được, ok, tới flash em bung được thì ok, thoải mái nha. Mà có hồn flash chưa, ý định nếu như mà lấy flash thì anh nên với tím em nên định hướng cái hồn của flash thì ok, nhưng mà này nâng gì đâu mà vừa skin vừa xương rồng. Anh thấy thì thật sự con xương rồng đấy siêu kỹ thì cũng được, không có mày đâu cần phải rướng đâu, tại vì ạc đây ông chậu quá nhân em mạnh quá luôn thiệt á. Anh nói nha, ạc của em á, anh nói là ạc của em quá nhân nó mạnh quá luôn, em cần gì nữa. Mày con Sonic nè, con Sonic chứ cũng khỏe nè, em có Sonic nâng xong Sonic rồi nè. Ạc em này vừa có ghi win nè, ạc em vừa có ghi win nè, rồi có cả xương rồng, rồi có cả skin nữa, thêm con kẹt Sobia nữa, thêm con phượng nữa, thì thêm con kích sư nữa, kể cả con này không có siêu kỹ em chơi vẫn được nha. Nhưng mà lỡ thôi lấy cho nó mạnh thêm đi, nó để đi sau này khi mà tách team ra em đi cái khiêu chiến cao thủ khó là một mình con xương rồng này nó đi một team được nha. Rồi em dư đá quá nhân nhiều thì quất thôi, đó là em dư nha. Còn mà nếu như được á, nếu như được á thì dư với tím á, với tím bây giờ nhưng từ đây tới con flash UR là còn 2 tháng nữa thì với tím cố gắng nha, anh nói là định hướng nha, đã chơi con flash rồi tôi nói không chỉ tư vấn cho bạn và anh em kênh chat luôn, thì nếu như với tím mấy anh em đã xác định chơi con flash hãy ráng lấy cái hồn con flash giùm tôi làm ơn nha. Con flash này, cái hồn con flash này rất quan trọng, mấy anh em đã chơi con flash rồi thì cái việc mà mấy em nâng cái duyên lên á, cái duyên nó sẽ cho mấy em chỉ số, mấy em coi nha, cái duyên nó sẽ cho mấy em cái chỉ số đi rất là nhiều nha. Còn với tím cạn từ đây tới đó còn 2 tháng nữa mà. Nó xui, nói chung là nhân phẩm hay đâu biết được, thì mấy anh em kích được cái duyên của con flash lên nó sẽ cho mấy anh em cái dòng chỉ số này rất là lợi thế về mặt tốc độ nha. Tại con flash đi trong meta mấy anh em nên nhớ nè, mấy anh em chơi trong meta của con flash silver flash và mấy anh em bk ở silver 594 và 595, từ nói chung là từ 594 cho tới là silver 601 là silver còn kinh. Cái việc con flash của mấy anh em đi trước nha, cái việc của con mấy con flash đi trước là mấy anh em được follow up trước, được quýnh trước, được cắm chi kích trước, được lợi thế trước. Và khi mà mấy em đi BK mấy em còn nằm bên xanh nữa và tóc con flash cao hơn nha. Tôi nói ví dụ như này. Hai bên đều flash nhưng mà con flash của bạn ao tóc của con flash bên kia luôn, nghĩa là ao đứt luôn á, thì bạn được follow up của con King UR luôn, hiểu ý đúng không? Kênh chat hiểu không? Tôi giải thích cơ bản mấy em hiểu không? Có nghĩa là nếu như cái chỗ này là con flash này, chỗ này sau này mấy em sẽ thay bằng con flash đúng không? Thì khi mà con flash đi trước mà con flash bên kia nó tóc nó thấp hơn, hoặc là con flash bên kia ở quá trình 1 bạn flash ở quá trình 2 mà tóc bạn cao ăn đứt luôn, tôi dùng từ ăn đứt luôn nha, ăn đứt con flash bên kia luôn nha, thì con flash này nó sẽ kéo tóc kéo follow được cho con King này, con Xenos này và con xương rồng. Và chỉ cần con xương rồng này nó khạc được một phát thôi là con flash bên kia đi bụi nha. Chỉ cần con flash bên kia nó khạc được một phát thôi là con xương rồng này nó khạc được đúng một lần duy nhất thôi là con flash bên kia đi bụi ngay, là cắm luôn cái chi kích luôn. Nhưng mà trong cái đó flash của bạn là được đam hai lực đam, kể cả bên kia có xương rồng nó kẹt lại đi chăng nữa thì bạn ít nha bạn cũng lời được hai lực đam nha, hiểu nha. Rồi ok, ạc này ngon, nói chung là tướng dư đầy đủ, chủ ạc vô nuôi nói chung là nuôi nuôi khá là lực đó, nói chung là đi cây rồi hơn một co đi cây skin xương rồng rồi, nói chung là cái form tướng nó đầy đủ, form tướng nó quá mạnh nha, cái form tướng nó quá mạnh nha. Cho nên là cô đấy con Xenos này thực sự là sẽ ngợp cái giai đoạn con flash. Nhưng mà nếu như em sửa sai được, nếu như em nạp được là cái giai đoạn của con flash á, em nạp em bù được cái số vé đó, hoặc là em bù ví dụ như thay gì nè anh chỉ nè, bây giờ đúng không, thay vì cái tháng của con flash á em nạp vô 2 triệu thì thôi bây giờ em tháng một tháng em rút lên 1,5 triệu đi. Em tích lũy nha, thay vì cái tháng con flash em nạp vô một hơi 2 triệu thì thôi cứ rướn thêm một tháng, tháng của mấy con khác em rướn thêm mỗi tháng 500, tháng 500 em mua cái bóc với siêu kỹ á, em mua bóc với siêu kỹ, hoặc là em cố gắng em nạp đô vô để sau này tới lúc đó em dư ra, hoặc là em nạp gói mua mỗi bóc, tháng mua bóc, tháng mua bóc nha, nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ đỡ ngợp hơn là cái tháng mà em lấy một hơi mình chia nhỏ ra
em mình chưa chia nhỏ ra để lấy cái gói siêu kỹ á, cho nó tới giai đoạn con Flash nó đủ và nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với việc mà em chạy tới cuối tháng con Flash. Ừ, tự nhiên tới tháng con Flash nạp cái đùng vô phát 2,5 triệu nó sẽ bị ngợp hơn rất là nhiều nha. Chia nhỏ ra để cho nó đỡ ngợp, đó là cách anh chơi và vận hành cái thằng ngày xưa. Hạt này ngon được, hạt này nói chung là tướng tướng mạnh quá, hạt này tướng đầy đủ quá, vừa có ghi win nè, bên quái nhân em khỏe quá luôn, vừa có xương rồng nè, vừa có si kinh, vừa có con ghi win nè, thêm cách sobia nữa, thì bên quái nhân em để chỉ cần follow quái nhân, con này chống ba, con này chống ba rồi, thêm con này nó chồng chón gì nữa, follow quái nhân nữa thì quái nhân em đủ quá, quái nhân quá ngon, em không có đi cũng được. Lúc vô cái sư thì bên quái nhân em quá tuyệt vời, xương rồng này có sư kỹ nữa thì tuyệt vời nha. Đấy, bây giờ cứ tập trung đăng Genos nha. Chỉ có anh tiếc á, mọi người biết tôi tiếc hạt này, tiếc cái gì không? Hạt này không có siêu kỹ kinh thôi, hạt đầu tư mà sao đầu tư hạt này nạp nhiều vậy, mà hạt này nạp đầu tư nhiều vậy mà tại sao không lấy được siêu kỹ kinh ta? Hạt này nạp đầu tư nhiều vậy mà không chịu lấy siêu kỹ kinh nha, hạt nạp quá trời nạp luôn, hạt này cũng nạp cũng dữ lắm, trong gieo đầu nạp cũng dữ lắm mà sao không lấy siêu kỹ kinh, uổng ghê. Rồi ok, nói chung ạc ngon, xương rồng thì ở đây dư rồi, ở đây dư giả rồi, ở đây thì em chạy cái bát này thì em biết rồi nha, cái bát này biết cách chạy nhưng mà qua bát sau em mua bát nhỏ thôi, mua bát sau qua bát nhỏ thôi đủ rồi, con Sonic thì tính sau nha, qua bát sau mua bát nhỏ thôi, cày cho nó đỡ tiết kiệm 400 á nha. Tạc này mua về là có kinh với xương rồng không siêu kỹ sẵn nha, ồ mẹ tiếc nha. Đã chạy kinh với xương rồng luôn thì chạy luôn siêu kỹ luôn chứ, cũng tiếc nha. Chạy cái tháng con xương rồng nó rẻ quá, cái tháng xương rồng mà mấy anh em lấy luôn trong tháng của con xương rồng thì con xương rồng nó rẻ, tự nhiên bây giờ tự nhiên mấy anh em thấy phát sinh khổ không, mấy anh em chơi silver 594 rồi 595 á, bây giờ mấy anh em đi chạy con xương rồng á chạy cực vãi, lấy cái tháng con xương rồng là nó xong luôn rồi, cái tháng con xương rồng mấy anh em chạy dứt điểm luôn, là mấy anh em thấy đúng không, tôi vừa mới ra bắt con xương rồng là tôi chạy dứt điểm con xương rồng ấy xong nó khỏe luôn mấy anh em, 2,5 triệu xong việc kẹt luôn, giờ tự nhiên phải phát sinh rồi tháng sau phải mua cái bát xương rồng con vuông đất tốn 200, nói chung là mua bát đều cũng được, mua bát nó cho tiền nguyên, nói chung là bây giờ cứ an ủi gì đi là mua bát nó sẽ cho tài nguyên đó, vậy thôi, mua bát nó sẽ cho tài nguyên, quan trọng là nó cho em viên ngọc này nữa nè, đây là viên ngọc này để em đi quyết đấu với ông bạc, đó là cái này để em nâng tinh thông cấp nha. Đấy, còn mà việc tinh thông, à quên nói tinh thông luôn, quên dặn mấy em chơi silver cũ thì silver mới không có nha, nãy hai chứ không chỉ tinh thông nha, tại vì sao silver mới bạn chưa tới khâu tinh thông, ở trong mặt này tinh thông thì cứ nâng cơ bản em tập trung cho anh là cái tinh thông phe nè, em tập trung anh nâng cái tinh thông phe này nhiều lên tí thôi, còn cái tinh thông hệ này thì không cần, tại vì cái tinh thông hệ này là mấy con này nó đam sát thương DOT, nó không phải sát thương trực tiếp, cho nên là để dành tài nguyên cái tinh thông hệ này nâng cho con Flash Silver Flash, chủ yếu tập trung cái tinh thông phe này nhiều lên, tại vì con Flash nó sẽ là tinh thông phe nha, nó là anh hùng tinh thông phe nha, cho nên là tập trung nâng cái tinh thông phe này cho cao lên, để tới khi mà ra con Flash á em chạy cái sát thương trực tiếp cho nó tốt nha. Và bây giờ anh nói luôn tất cả các sự kiện nào nói chung nha, mấy ông nói chung nha, Silver cũ nè, Silver 594 tới 601 nè, tất cả cái sự kiện nào có huy hiệu phe bên anh hùng lấy hết cho tôi nha, không bỏ một cái sự kiện nào hết nha, tất cả huy hiệu này cố gắng cày hiệu chăm chỉ nha, nói chăm chỉ mấy anh em sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền trong cái sự kiện này. Mấy anh em biết sự kiện gì không, sẵn chia sẻ luôn, mấy anh em biết sự kiện gì mà để farm huy hiệu nó nhiều không, mà mấy ông vô làm biến luôn, không biết sự kiện gì không, bây giờ 6 giờ mấy ông vô thôi, mấy ông biết sự kiện gì không, có hai cái mà bảo đảm mấy ông sẽ lười mà mấy ông sẽ thua những người ta chăm chỉ, mà mấy ông sẽ thích, mấy ông sẽ mất tiền rất nhiều, mấy ông biết cái gì không? Trên chat đang 83 bạn đang xem nè, mấy bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền luôn, các bạn sẽ farm được cái đó, nhưng cái đó farm được nha, cái đó farm được hàng ngày nha. Đúng rồi, phong mới nhắn tin nè, đó là cược nha, mấy bạn sẽ mất vô rất nhiều, bạn sẽ cược ở trong cái đấu trường quái nhân, dự đoán đấu trường quái nhân là một. Trời ơi em ơi, mày quýnh cái này mày quýnh cũng để thu cho được. Cái này là ngày nào cũng phải lấy nha. Trời ơi cái thằng này mày quýnh cái này mày quýnh kiểu gì để thu vậy? Mày quýnh cái thằng yếu nhất thôi. Mày ấn vô càng quyết, mày càng quyết cái ô yếu nhất vậy thôi, mày quýnh gì mấy thằng mạnh để gì cho thua vậy. Cái này là ngày nào cũng phải lấy nha, cái này là ngày nào cũng phải lấy cho bằng được nha. Cái này là bỏ thêm có một chút kim cương nữa thôi để lấy được cái này, bỏ thêm một lần nữa thôi, quýnh mấy thằng yếu ấy. Càng quyết thì càng quyết mấy thằng yếu vậy nè, mấy thằng cuối bảng này nè, cứ càng quyết mấy cái thằng cuối thôi, càng quyết cái thằng lâu nè, thằng mấy thằng yếu thôi, quýnh mấy thằng mạnh gì mỉ máu liều tự nhiên mất. Cái cục này nha, riêng cái cục này là ngày nào cũng phải lấy, cái cục này mặc định cho anh nha, là con xương rồng hay là con skin mày chưa mát nha, là ngày nào cũng phải lấy nha. Nha, cái này ngày nào cũng phải lấy. Rồi cái cược nha, cái cược anh hùng quái nhân này là một nè, cái shop này nè. Cái shop đây sẽ giúp cho mấy anh em farm, trời thằng này siêu lười, tôi nói luôn thằng này siêu lười luôn. Tôi nói không phải chỉ một mình thằng này mà rất nhiều bạn nha, có rất nhiều bạn nha là không chịu cược cái này nha. Là cái hiệu nè, rồi cái hiệu rồng, cái hiệu cấp S nè, mấy anh em cược cái này sẽ một trong những cái mà mấy anh em farm tài nguyên rất ngon.
mấy anh em tính đi một lần nó sẽ reset theo tuần hay sao, nó sẽ reset theo tuần hay là theo đợt rồi đó. Mấy anh em mua cái này, mấy anh em mua 5 mảnh thôi, mấy anh em mua rải 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 rồi sau này mấy anh em đánh cái vinh dự nè, rồi nó cho thêm nè, mấy anh em mở ra, mấy anh em lười không, tại vì mấy anh em đa số mấy anh em biết vô cược lắm nha. Trời ơi em ơi, cái này là cái huy hiệu để em nâng nó lên đây nè. Nè nó là một chuỗi nha, nè đây đây à. Nó là một chuỗi nha. Nè cái tinh thông đó nha. Tại cái tinh thông đó tôi chưa hướng dẫn mấy anh em nhiều tại vì nó rắc rối lắm nha. Điều kiện mà mấy anh em để nâng mấy con tướng này lên, nó sẽ yêu cầu gì là yêu cầu hai con tướng hỗ trợ. Và nó sẽ yêu cầu là ví dụ như mấy anh em nâng từ tinh thông 7 lên tinh thông 8 đi, là đâu cái cấp đây là cái cấp tinh thông đi. Thì mấy anh em nâng lên, em mấy anh em nâng lên là nó sẽ là kéo kéo cái sức chiến, kéo lực chiến mấy anh em lên, thì nó sẽ yêu cầu là ví dụ như cái con phôi này cái hiệu của nó là cấp 3, hay hiệu của nó cấp 4 hay là này kia, rồi bao nhiêu con tinh thông phê cấp 6 hay là bao nhiêu con tinh thông phê cấp 8, nó sẽ yêu cầu từng con nha. Thì thường chơi siêu mới mấy anh em lên cũng có tầm cấp 6 thì nó sẽ yêu cầu ví dụ như mấy con tướng hỗ trợ nè. Đó mấy con tướng mấy em đặt trong hỗ trợ nè, nó sẽ yêu cầu cái huy hiệu nè, đó cái bát dịch nè, mấy anh em. Súp bột bát dịch 1 sao. Con chatter 2 bát dịch 1 sao. Rồi khi mà mấy em nâng lên cao nữa yêu cầu là bát dịch 2 sao, bát dịch 3 sao. Cái bát dịch là cái nào? Cái bát dịch là cái này. Nha, cái bát dịch là cái này nè, đây nó sẽ yêu cầu nè. Nó rất là quằn. Nha, nó rất là quằn nha. Và khi mà con flash mọi người nên nhớ vì sao con flash của mấy thằng top bên server chung nó mạnh. Vì sao? Tại vì nó nâng tinh thông, nó giống như con Siriu. Nha, giống như con Siriu, nó là đam trực tiếp. Khi mà mấy anh em đang chơi trong giai đoạn này, mấy anh em không để ý tới tính năng tinh thông đâu. Cái tính năng tinh thông vì sao trong giai đoạn này? DOT, DOT, DOT và DOT. Con này không có đam, không nói làm gì, con này boost. DOT nè, DOT nè, DOT nè, DOT. Cho nên mấy anh em không để ý về cái tính năng tinh thông. Nhưng tôi nói riêng con Flash, Flash và những con sâu con Flash, Flash là Flash là mũi nè, đồng đế nè, là những con đam xích thương tay thôi. Phải biết cách năng nha, không biết cách năng là đi. Và cái huy hiệu đây mà mấy anh em mà thiếu á, ví dụ như mấy năng đây nè, yêu cầu nè, đây tôi để sẵn luôn nha, ví dụ thực tế nha, tôi vừa tư vấn cho bạn và tôi vừa tư vấn cho mấy anh em. Tôi không phải tôi vô tôi nhận 100.000 của mấy anh em xong vô mấy anh em nghĩ là tôi ngồi tôi khoác lác hay là tôi ngồi tôi nói tôi dễ chuyện. Cái này là một trong những cái mà mấy anh em khi mà tới con flat á, mấy anh em đi tìm hiểu, mấy anh em năng yểu quần luôn. Thiệt. Đang năng yểu quần luôn mà thiếu tự nhiên cảm giác mấy anh em đang năng bụp lên 5-6 tự nhiên nó yêu cầu là những con hỗ trợ, yêu cầu là mấy con phôi hỗ trợ đang yêu cầu nè, cái bét kịch lên level 1, bét kịch lên level 2, 1 sao, 2 sao, 3 sao, mà để lên 3 sao là mấy anh em cần tốn cái hiệu rất là nhiều nha. Đây đấy nha, đấy một em tưởng một lần cược được ít kèo quý đó, trời ơi em cược một lần là được mười mấy ngàn điểm ấy, em ơi. Em cược một lần được là mấy ngàn điểm á, ví dụ như em cược cái thằng vô địch chiến khu đi, em cược cái thằng vô địch đi là một lần cược nha, em cược cái thằng vô địch là một lần cược nè. Xong rồi em cược trên dòng bảng nữa. Cái dòng đánh á nó sẽ có là từ dòng 32, dòng 32, dòng 16, dòng top 8, dòng chung kết. Nó là 4 lần. Trời ơi mấy ông thần ơi, mấy ông cược một lần 1k2 điểm, mấy ông tính đi mấy em cứ thắng đi là 4 dòng, dòng 32, dòng top 16, dòng top 8 rồi dòng top 4. Cược tranh bá nữa mấy anh em. Còn quýnh tranh bá nữa, trời tôi nói mấy ông lười lắm, tôi nói đó mấy bạn chơi tầm này mấy bạn mất điểm cực kỳ nhiều luôn. Nha, cho nên là câu chuyện là gì? Mấy anh em cược này, đầu tiên là quýnh anh hùng quái nhân nè, nó vẫn cược được nha. Anh hùng quái nhân là 1 nè. Anh hùng quái nhân là 1 nè, tranh bá là 2 nè, rồi và cái chiến khu là 3. Được ba cái mấy anh em farm cái điểm này cực kỳ nhiều, mấy anh em không bao giờ để ý tới. Tôi nói một tuần thôi mà mấy anh em quét đủ cái đống này 4-3 cái hiệu đầu thôi, mấy anh em quét ba cái đủ cái hiệu này đầu mấy anh em lời rồi nha. Mấy anh em lựa mấy nào mạnh mấy anh em nắng, mấy anh em lựa mấy nào mạnh mấy anh em cược vô cũng biết thôi, không biết liên hệ Ian, không biết liên hệ Ian cứ 100.000, cứ 100.000 là mấy anh em sẽ có câu trả lời nha. Đó, là mấy anh em có ba chế độ, một là chế độ này, hai là chế độ này. Rồi cái thêm một cái nữa là ở trong cái là tranh bá nha. Đấy. Còn tao mua trong đây, còn tao mấy anh em vô mấy anh em mua nè, trong đây mấy anh em mua cũng được nha. Mua trong cửa hàng trong đây. Mua trong cái đổi xu đây, đây cái xu này mày thì mấy anh mua đây, đây cái rương đây 1.200 nha, mấy mày mua trong cái rương đây, cái bet a này nè, đây mua trong cái rương này, đấy mua trong cái rương này nè, đấy mua rương này 1.200 một mảnh đấy nha. Thường mấy anh em không đủ đâu, mấy anh em sẽ mua thì tăng sao là mấy anh em hết rồi, thì tăng sao mấy anh em mua cái này làm gì có tiền mua này. Mua này là sang lắm á, thường mấy anh em sẽ đi mua cái này nè nha. Giờ đầu mấy anh em sẽ mua hai cái này thiếu nhiều lắm. Ai dám đi mua này, người ta nói người ta mua hai cái lỗi này thôi, hai cái lỗi này thiếu nhiều lắm, cái lỗi anh hùng quái nhân này thiếu ỉa quần luôn nha. Nha đấy, hai cái lỗi này gặp ỉa quần luôn nha, cho nên là câu chuyện ở đây là phải chăm chỉ nha.
phải chịu khó 6 giờ vô cược tí, ngồi cái 10 phút với như 10 15 phút mấy nhiêu mấy anh em. Ngồi treo ấy thôi, ngồi ấn cược xong rồi tụi nó quýnh xong rồi tụi nó bỏ qua cái là có kết quả mà. Rồi ok, đó là hướng dẫn toàn bộ chi tiết. Rồi định hướng tướng, anh khuyên em là thay vì để ngợp tháng con Vlad thì chia đều ra. Tháng tháng này mua một bóc gói siêu, gói một bóc với siêu kỹ. Rồi tháng sau mua một bóc với siêu kỹ, rồi tới tháng con Vlad chia đều 3 tháng, rải tháng mỗi đều tháng 500. Đấy. Rồi ok, đó là những cái mà anh chia sẻ hướng dẫn nha, chi tiết. Ạc này khá là ngon, cố gắng duy trì. Ạc đều đó, ạc này chỉ cần chơi đều thôi, khỏe ạc này quá ngon ấy nha. Ạc này tướng đồ tướng rồi phơm tướng nó ok đầy đủ nhưng mà ổn hết. Rồi. Bảy giờ là chiến khu, 7 giờ là chiến khu ngày Silver Sea ở Việt Nam thì Silver Sea nó chỉ là 6 giờ. Thì tính theo giờ Việt Nam 7 giờ, 7 giờ bên Silver Sea nó sẽ là chiến khu. Thì tính theo giờ Việt Nam nó sẽ là 6 giờ nha, anh tính lùi 1 giờ á, Silver Sea nó trước Silver Việt Nam 1 tiếng đồng hồ. Thì Silver Sea 7 giờ nó là chiến khu thì Silver Việt Nam là 6 giờ, mấy anh em 6 giờ mấy anh em vô on thôi. Còn cái này là thứ bảy nha, cái sự kiện này thứ bảy, sự kiện anh hùng quái nhân là thứ bảy. Rồi sự kiện bên đây là chủ nhật nha, chủ nhật là 6 giờ theo giờ Việt Nam, 7 giờ theo tính theo giờ Si. Còn sự kiện đây là cược của lúc sáng sớm là nó cho mấy anh em anh hùng quái nhân rồi. Còn sự kiện tranh bá thì nó theo mùa nha, sự kiện tranh bá thì nó theo mùa. Đấy. Nên là nhiều lúc tôi tư vấn mấy bạn ngồi coi, mấy bạn cũng 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 biết được vài cái nha. Cái tranh bá này nè, nó cái tranh bá đây thì cược theo mùa đây. Thằng này nó còn giờ này nó còn chưa mở rương nữa, mở thử nhấp thử rương nữa. Trời ơi má, tao nói mày du làm biến luôn. Mày quýnh tới 180 rồi, mấy cái thằng này không chửi không được kìa, cái thằng này nó 180 rồi mày thiếu 20 điểm nữa, mày bỏ thêm một lượt kim cương mày quýnh nữa không được à. Mày bỏ thêm một lượt kim cương nữa mày chết à. Ôi má, mấy này nó chọc chửi thiệt chứ, mày bỏ thêm một lượt kim cương nữa mày quýnh thêm 20 điểm nữa mày chết à. Mẹ nếu hiểu thiệt mẹ, 180 trên 20, 180 trên 200 rồi mày bỏ thêm một lượt kim cương nữa mày chết à. Đậu thiệt chứ, rồi mới mỗi em sách luôn. Đấy, cái thằng này quýnh cái này là phải quýnh đủ 200 nha, tao nói một cái viên này nó tăng là 86.000 lượt chiến hay sao nha. Nó nói mày mở ví dụ như nó là hên xui nha, là một cái viên này nó tăng là 86.000 lượt chiến như ông thần. Một cái miếng này là 200.000, một cái miếng này là 300.000, với cái miếng này siêu vào Việt Nam nó là 5 một cái miếng này nó là 500 ngàn một miếng như mày nha. Nè tao ngủ tính giá cho mấy thằng không biết nè, một cái miếng này là ở Silver Việt Nam ngày xưa nó là 500 hoặc là 250, ở bên Silver nó là 300 nha. Miếng này tính là tiền nha, tính là tiền Việt luôn nè nha. 300 một cái cục này là tăng 86 ngàn lượt chiến hoặc là 96 hoặc có thể trăm mấy, như này là tăng 120, cái này tăng trăm 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 hai là trăm ba tùy theo cục bạc nha. Rồi cái này là tăng 86 ngàn. Rồi mấy nguyên liệu đây, mấy thì đằng sau cái rương này 15 mảnh này là tương ứng với lại là cho hai, tôi tính 20 mảnh đi. 20 mảnh này là bao nhiêu đô ta? Mày 20 mảnh nó tính là bao nhiêu đô? Tao phải tính bằng đô cho tụi mày tiếc tiền chứ, tụi mày tính bằng tiền Việt tụi mày không có tiếc đâu. À, tao tính bằng tiền đô cho tụi mày tiếc. Đây, tính cho bằng tiền đô đây nè, tính bằng tiền đô cho tiếc, mày tính bằng tiền Việt mới đúng, không tiếc đâu. Nè, à, tính bằng đô đi. Nó dễ đây, bây giờ một cái mảnh rương đây nó là 27 đúng không? Đó là 7 mảnh đây là 27 đô. Nó chơi thêm hai cái này thì mày cứ nhân lên đi, đó là bây giờ 15 mảnh là bao nhiêu, bây giờ hai x hai của này lên là 50 đô đó, 50 đô là được 14 cái rương này bằng trong kia chưa. Ở thêm 25 bình này ok, trừ 5 bình này ra thì khoảng cỡ tầm 25 đô đó, 25 đô cho 15 mảnh nha ông thần. Ổn cứ bỏ đi, cứ bỏ đi rồi thấy phải tính bằng đô mới đi mới tiết lận, chứ không tính bằng tiền Việt mấy em không biết đâu nha. 15 mảnh đó là biết bao nhiêu tài nguyên đó mấy em, rồi thêm cái mảnh bản năng nữa nha. Cái rương tranh bá là cho chọn nè, thì tôi mới nói tính bằng đô đó mấy anh em, mới tính bằng đô đó, mới tiết lận. Là quýnh phải đủ 200 điểm nha, quýnh phải đủ 200 điểm nha. Cái rương này còn là rương chọn nữa, rương này còn rương chọn nữa, nó rất là ngon. Còn mấy cái này hình như là mấy cái này là 10 đô, 15 đô á, mấy rương này là ngon, nói chung là vật phẩm trong đây cái nào cũng ngon á. Chỉ cần mở ra được cái ô này thôi, mở ra được cái ô này là ngon, mà ban này ban mạnh nha, ban này ban top silver à. Cái ban ban này là chỉ có ban ban mở được cái ô này là ban top silver à, ban này ban top à. Ban mạnh mới ban đánh đủ điểm, không phải là ban top mà ban đánh đủ điểm, như tôi nói là ban này trăm, nói chung là ban này còn hoạt động đánh đủ điểm mới mở được ô này, có nhiều ban thì mới ô này thôi. Mấy bạn mấy anh em nào mở siêu bờ chơi, mấy anh em mở mấy cái ban chết thì mấy anh em không mở được hai ô cuối đâu, mấy anh em không mở được ba hai hai cái ô này đâu, mấy anh em chỉ mở tới ô này thôi nè, mấy anh em chỉ mở được tới cái ô này thôi. Còn hai ô này là chỉ có ban nào mấy anh em là mạnh hoặc là quýnh chăm chỉ nha, mấy anh em nào mạnh quýnh chăm chỉ mới mở được hai ô này thôi. Bình thường là mấy ban cùi là chỉ mở được tới ô này là ngưng thôi, tới ô này à, tới ô này là ngưng thôi. Còn cái ô 6 nè, ô hai ô viền á, là bốn ô cuối cùng là 1 2 3 4 là mấy anh em không mở được đâu, là ban mạnh á, ban mạnh mà quýnh chăm chỉ, ban khỏe thì mới mở được bốn ô cuối thôi. Còn ban bình thường là mở được tới ba, mở được hai hàng đầu à,
ba hàng đầu à, cái này bang mạnh mới mở được tới tới đây nha, mà ở một cái bang ngon thì mấy anh em sẽ uống được hơn, mà thằng này nó lười nha, thằng này nó giữ uống 200 điểm để nó mở nha. Chỉ cần em mở được một cái viên này thôi là em mới hơn được biết bao nhiêu người đó, mày tính đi, một tuần quýnh ba lần, thứ hai thứ sáu mày mở được, mày mở 6 lần mày mở được một cái viên này hoặc mở thì đằng sau thôi, tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền rồi em cứ tính bằng đôi cho nó tiếc nha. Rồi cô tính năng chiến thuật đúng không, năng chiến thuật thì chưa chỉnh gì đâu, năng chiến thuật thì chưa chỉnh gì nhiều đâu, năng chiến thuật thì tầm này thì cơ bản như vậy thôi nha, tính năng chiến thuật thì cơ bản tầm này như vậy thôi. Cái này để bên công nghệ đi, cái này để bên công nghệ đam cho to. Con Genos đây là đam chính mà, để này để bên công nghệ đi, còn để bên tâm linh. Công nghệ đi, công nghệ là tốt nhất, cái này để bên công nghệ nha. Ok, nhưng mà tính năng kỹ thuật là tầm này mấy em chỉ tới cơ bản như đây thôi. Được rồi. Đấy, cô bên tháp đi được tận nhiêu rồi? Tháp đi chắc sâu à. Đấy, 36 rồi nè, cũng đỉnh 36 rồi. Rồi ok, chủ yếu bên quái nhân là chính thôi. Thôi đi không được đâu, rồi coi sao đi không được nè. Hạt này là cuối rồi, ngồi làm lâu một tí nữa. À, có đầy đủ luôn mà. Thôi đi không được đây. Ủa, để follow anh à, để follow anh Hùng cái này không cần để follow anh Hùng đâu em, để follow quái nhân á. Đi tháp để follow quái nhân nha, đừng để follow anh Hùng, tại anh Hùng trâu lắm, đừng để follow quái nhân em ơi. À quái nhân gãy rồi đúng rồi, đơn giản thôi, dù quái nhân gãy đúng không? Đây đơn giản, quái nhân mà gãy thì chuyển follow qua bên quái nhân thôi. Nha, chuyển follow qua bên quái nhân là đi được nha, y chang như ạc con Kanjo hồi nãy, chuyển qua bên anh Hùng không cần để follow nữa, bên anh Hùng có kinh follow rồi. Đơn giản thôi, mấy đứa suy nghĩ sâu xa vậy, mấy đứa bây giờ mấy đứa anh nói nè, bây giờ mấy đứa suy nghĩ nè, bên Mỹ bên anh Hùng nó đã có kinh follow rồi thì cần gì để bên anh Hùng đúng không, bên anh Hùng nó đã có follow rồi thì cần gì để bên anh Hùng nữa, bên quái nhân này nó không có co, nó không có chống chịu thì mình mới để co bên, để cái follow bên quái nhân chứ nha. Nha, cho nên là để follow quái nhân thôi, tại bên anh mặc dù bên đây có skin đi chăng nữa để xếp đồ hình đây xếp cũng sai nè, mày xếp đồ hình thằng này chơi không có chịu xếp lại đâu, cứ người trước để sao để lại với xếp lại đồ hình đi là đi ải nha, với tùy trường hợp, ví dụ như đi ải thì con kia nút ở giữa bây giờ bên quái nhân đúng không, giờ né hàng giữa ra si kinh phải đứng chung với xương rồng chứ, phải để như thế này chứ, si kinh phải đứng chung với xương rồng, rồi chỗ này là con ấy nó hút vô nửa đi để cho nó hút xong nít đi, để con Gwin nó đá nha, để Gwin nó đá vô góc nào là để đá giữa chốt cái xếp lại đồ hình như sao mà không xếp bay nha, xương rồng phải đứng chung với si kinh, hai con này nó là bộ đôi chi kỷ với nhau, là hai con này luôn luôn nó phải đứng đôi đứng chung với nhau nha. Đấy rồi ok đó, đi cái phơm này sau này có cô kỹ sư nhé, không cô kỹ sư vô thôi nha. Đó, hai con này là bộ đôi không thể không 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 thể ấy đi lì sai mấy em, hạt này thì không có câu hero mấy em, hạt này không có câu hero nha. Rồi ok đó, thì thôi chuyển cái follow qua bên quán nhân đi là được rồi, ok ổn mấy em, hạt này ổn, chuyển follow qua bên quán nhân là đi được nha. Rồi ok đấy, xong rồi đó, tính năng chiến thuật này cơ bản thôi, năng chiến thuật này chưa nhiều đâu em, phải nhiều rồi em phải gói mua chưa, mấy gói dinh dưỡng mua chưa, mấy gói dinh dưỡng chắc mua rồi chứ, ạt này ngon gì mấy cái gói, mấy gói dinh dưỡng mua rồi chứ đúng không, trời ơi thiệt luôn á hả, trời ơi má ơi ạt nạp vãi cứt luôn mà hai gói này không mua. Mày ngay từ đầu mua, tại sao hai gói này không mua? Trời ơi máy chơi Silver 5.95 nạp nhiều vãi cứt luôn, tôi nói nạp nhiều mà không ưu tiên mua gói này. Trời ơi thiệt luôn. Trời ơi, tự nhiên bây giờ mày thấy mày mất hơn 800 ngàn chưa? 40 đô 800 ngàn. Trời ơi thiệt luôn, mày gạt chơi từ Silver 5.95. Mày ngay từ đầu không mua hai gối này, mày hai gối này nó cho nhiều vãi đạn luôn. Bây giờ anh tính đi, bây giờ là mấy tháng rồi, bây giờ gần nửa năm chưa, bây giờ gần nửa năm chưa, mày bây giờ mày tính đi, một ngày là ba, một ngày là một dí, một ngày là một dí, một tháng là 30 dí đúng không, một tháng là 30 dí nhân cho 150 kim cương lên, mày lỗi em đi, mặt mày mới mua mà nó phải lỗi em đâu, cố gắng mua một trong hai gói này nha, chia nhỏ ra, bây giờ tháng này mua gói tính năng chiến thuật, tháng sau mua gói hay chưa, đừng mua hai gói bị ngợp á, chia nhỏ ra nha, anh nhấn mạnh nhưng chia nhỏ ra, tháng này mua gói tính năng chiến thuật, tháng sau mua gói gói thị trường, hai gói này là phải mua, hai gói này không hết mẹ 800 gần triệu bạc rồi,
hai gói này thường á, mấy anh em đi mua ạc, mấy anh em chết cái ạc nó có giá trị không, nó nằm vô hai gói này nè. Mấy anh em đi mua ạc mấy anh em phải chết nha, hai gói này nó tốn mẹ 1 triệu của mấy anh em đi mua ạc ra, mấy anh em phải chết hai gói này nè. Ạc nó giá trị không, mấy anh em vô chết hai gói này nè, hai gói này á, là hết không mẹ của mấy anh em chịu rồi. Thì bây giờ bán ạc hai gói này tính ra là 800 y, thì khi mà đi bán ạc nó mất cũng cỡ là hơn 80% giá trị, thì hai gói này tính em mới cộng 200 vô nha. Ạc này silver 595 mấy anh em. Ờ giữa tháng có bonus là mua, đúng rồi, chờ giữa tháng có bonus là mua. Đúng rồi, chờ giữa tháng có bonus là mua. Rồi ok, xong nha. Đó. À, tư vấn đầy đủ cho em luôn từ đầu đến cuối để mấy anh em chơi mấy server cũ cũ 594, 595 á, tôi tư vấn kỹ một xíu. Để mấy anh em chơi cho nó ok. Hàng này ngon quá. Hàng này tướng đầy đủ nha. Ổn định. Chơi lâu dài được. Nha. Ok, xong nha.